Xin chào tất cả các bạn. Trước tiên thì tôi thành thật xin lỗi khi để các bạn chờ hơi lâu. Vài ngày rồi mới có video về tân binh mới nhất của pháo thủ. Chúc các bạn luôn bình an trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng nhé. Giờ thì quay trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay thôi. Như vậy là vào ngày 31 tháng 8 vừa qua, ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, pháo thủ đã chốt sổ tân binh thứ 6. Đó chính là hậu vệ người Nhật Bản Takehiro Tomiyasu, người sẽ khoác chiếc áo số 18. My name is Takehiro Tomiyasu. Hậu vệ 22 tuổi đã gia nhập Arsenal từ Bologna với mức giá vào khoảng 17 triệu bảng. Đây là một thương vụ có tính chất đầy bất ngờ của pháo thủ sau khi cân nhắc nhiều những phương án khác nhau, và nhất là khi thay vì một cầu thủ khác cho các vị trí tấn công, thì vị trí hậu vệ phía cánh phải lại là nơi được bổ sung cuối cùng trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại. Dù rằng ở chiều ngược lại thì Arsenal cũng đã cho mượn đi hậu vệ phải được xem là số 1 của mình là Bellerin. Còn thì để nói, qua thương vụ này, pháo thủ đã trở thành đội bóng bạo chi nhất thế giới mùa hè năm nay. Hiện tại, khoan nói đến Tomiyasu có phải là quyết định đúng hay không và có thể mang đến điều gì, thì tôi có thể nói một cách chắc chắn là Arsenal vừa hoàn thành được một thương vụ cực kỳ tốt. Tại sao lại như vậy? Thì trước tiên, để mô tả một cách ngắn gọn, Tomiyasu đang chính là hậu vệ người châu Á đắt giá nhất và được xem là tài năng nhất thế giới lúc này. Một cầu thủ mà nhìn vào thôi đã cảm thấy được sự chắc chắn. Đó hẳn là những nhận xét thiên về cảm tính, nhưng khó có thể nói khác được. Còn thì mọi vấn đề chi tiết hơn như tìm hiểu và phân tích về tân binh này thì sẽ là chủ đề video của chúng ta ngày hôm nay, như tôi đã hứa trước đó với các bạn. Để xem liệu rằng một thương vụ được hoàn thành vào giờ chót của kỳ chuyển nhượng sẽ có gì, liệu có phải là một sự lựa chọn vô vập, và liệu có như những cầu thủ châu Á trước đây tới với Arsenal và thất bại. Với câu hỏi cuối cùng đó thì có lẽ cậu bé Tommy năm 6 tuổi hay tên đầy đủ là Takehiro Tomiyasu sẽ trả lời cho chúng ta biết rằng là không, thất bại là điều chưa và sẽ không có trong hành trình của mình. Sinh ngày 5 tháng 11 năm 1998 tại Fukuoka, Nhật Bản. Ngay từ lúc còn thiếu nhi, cậu bé Tommy đã sớm được gia đình hướng theo với thể thao. Tuy nhiên, đó lại là môn bơi lội. Vâng, đó là vì hai chị gái của cậu trước đó cũng đã tham gia môn này, khiến cậu bé có ước mơ cho mình là trở thành một vận động viên bơi lội từ khoảng năm 6 tuổi khi bắt đầu lớp 1. Tuy nhiên, đến một ngày, bước ngoặt định mệnh đã xảy ra. Trong một lần nọ, cậu bé đã lọt vào mắt xanh một huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng đá địa phương, đồng thời cũng là một giáo viên tiểu học tên là Kanji Suzy. Khi ông vô tình bắt gặp những bước chạy mà ông mô tả là như gió chưa từng nhìn thấy trước đây của Tommy trong sảnh của khu chung cư khi ông đi thăm gia đình một học sinh. Ấn tượng đó khiến huấn luyện viên này phải mời gia đình của Tommy đến xin phép cho cậu thử sức với bóng đá. Và thật may mắn, trùng hợp thay, đó cũng là thời điểm mà cậu bé bị chấn thương sau một lần nghịch máy chạy bộ của bà mình, bị rách cằm và phải khâu vài mũi khiến cậu tạm không thể bơi lội được. Nhờ đó mà sau này Tommy mới nhận ra được bóng đá mới là chân ái của đời mình. Và cũng vì thế, khi nhận xét về cậu bé Tommy thì ngoài tốc độ, ông Kanji Suzy cho biết Tommy là một người rất chăm chỉ, luôn đến sớm để chuẩn bị và về trễ khi thu dọn mọi thứ. Thậm chí khi không có buổi tập, cậu bé cũng tự tập luyện gì đó ở công viên. Để rồi khi tốt nghiệp tiểu học, trong lưu bút, điều ước mà cậu bé ghi lại đó là tôi muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và xây một căn nhà riêng cho bố mẹ. Như cá gặp nước với môn thể thao này, mọi chuyện thực sự phát tiết cho Tomiyasu ở tuổi 11, khi cậu bé đã lọt vào vòng tuyển trạch của Học viện bóng đá Barcelona tại Nhật và được gã khổng lồ xứ Catalan đai thọ sang Tây Ban Nha. Tuy nhiên sau cùng, vì nhiều lý do khác nhau, thương vụ này đã đổ bể. Ở đây, được cho là gia đình của Tomiyasu đã không sẵn sàng để cậu bé đi xa như vậy. Để rồi sau đó, Tommy quyết định gia nhập học viện của câu lạc bộ Avispa Fukuoka năm 2009. Và tất nhiên, mọi chuyện đã vô cùng thuận lợi cho Tommy. Với phẩm chất và khí chất tốt, anh đã luôn là trụ cột của những lứa U câu lạc bộ và cả các tuyển trẻ của Nhật Bản. Còn thì đặc biệt, với sự phát triển đáng chú ý về thể chất, Tomiyasu liên tục được đôn lên những lứa tuổi cao hơn và rồi có trận ra mắt đội 1 cho Avispa Fukuoka vào tháng 10 năm 2015. Được biết, trong giai đoạn này, anh chủ yếu thi đấu ở hàng tiền vệ với vị trí tiền vệ phòng ngự. Còn vai trò ở hàng hậu vệ thì phải sau đó vài mùa bóng mới được Tomiyasu đảm nhiệm nhiều hơn. Theo như các thông tin, thì việc thay đổi này một phần là do sở thích của Tommy. Anh thích được thi đấu rộng hơn, có tầm quan sát tốt hơn, nhất là khi anh thần tượng Mascherano, người cũng đã vô cùng thành công khi chuyển xuống đá ở hàng hậu vệ. Chính nhờ sự thay đổi được đánh giá là có sự mạo hiểm này để giúp Tommy có sự phát triển vượt bậc hơn trong sự nghiệp. Qua đó tới năm 2018, anh lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và có trận ra mắt vào tháng 10. Tommy lúc đó được ghi nhận là cầu thủ tuổi teen đầu tiên được triệu tập sau Rio Miyagi năm 2012. Tiện đây khi nói về những lần khoác áo tuyển Nhật thì Tommy đã hai lần đối đầu với tuyển Việt Nam năm 2017 là tại giải U19 châu Á tại Bahrain ở bán kết và lần thứ hai là ở ASEAN Cup năm 2019 khi Nhật Bản vất vả vượt qua Việt Nam với tỷ số là 1-0 tại tứ kết.
Còn thì tất nhiên, tới đây ở vòng loại World Cup 2022, khả năng chúng ta sẽ lại gặp Tomiyasu. Lúc này, quay trở lại với hành trình sự nghiệp của hậu vệ này, thì vào tháng 1 năm 2018, anh đã chọn cho mình một thử thách mới khi chuyển đến Mỹ thi đấu cho St. Truiden. Và số tiền chỉ khoảng hơn 720.000 bảng khi đó đã trở thành một món hời thực sự cho đội bóng Mỹ. Với Tomiyasu, anh gặp chút khó khăn ban đầu khi sớm gặp chấn thương và chỉ kịp ra sân được một lần ở nửa mùa giải năm đó. Tuy nhiên ở mùa giải sau, Tommy đã có đến 40 trận ra sân và một bàn thắng cho St. Truiden, trở thành trung vệ trụ cột và là cầu thủ hay nhất mùa giải của đội bóng này. Một điều được cho là khó tin cho một cầu thủ người châu Á, nhất là vị trí hàng thủ. Nhưng cũng vì sự nổi trội xuất sắc này của Tommy, St. Truiden đã không thể giữ anh lại trước sự dòm ngó của nhiều đội bóng khác. Và thiếu gia mới nổi trở lại của nước Ý là Bologna đã nhanh chân nhất để mang Tomiyasu về với mình khi bỏ ra số tiền hơn 6 triệu bảng vào mùa hè năm 2019. Tưởng chừng tới đây, nước Ý sẽ là một môi trường khó khăn, thì thật bất ngờ với bản lĩnh và tố chất tốt của mình. Chỉ sau 6 tháng, Tomiyasu được ghi nhận là đã nói được tiếng Ý, nhờ đó cũng đã có sự hòa nhập tốt và chiếm được suất đá chính ở Bologna. Còn thì đồng thời trong giai đoạn này cũng chứng kiến một sự thay đổi, tiến bộ lớn khác của Tomiyasu, đó là anh đã được cho thi đấu nhiều hơn ở các vị trí hậu vệ biên, nơi mà anh đã bộc lộ đầy đủ những điểm mạnh nhất của bản thân, trong đó có tốc độ như từng được nhắc đến ở thời thơ ấu, chính là điều đã giúp Tomiyasu thực sự gây ấn tượng ở Serie A. Và cũng chỉ có những ca chấn thương ngắn hạn mới làm gián đoạn số lần ra sân của anh cho Bologna. Qua đó, anh đã có đến 64 trận ra sân cho đội bóng Ý, ghi được tới 3 bàn thắng và có 3 kiến tạo. Chỉ đáng tiếc là với việc thi đấu cho những câu lạc bộ tầm trung, Tommy vẫn chưa có được danh hiệu nào trước khi đến với Arsenal ở mùa hè năm nay. Vâng, và đó là câu chuyện hành trình sự nghiệp của Tomiyasu trước khi đến với Arsenal. Thế thì lúc này, tiếp tục nói đến câu chuyện chuyên môn thì chúng ta có gì? Hãy bắt đầu với những điểm mạnh của Tomiyasu. Nhắc đến Arsenal những năm gần đây, ngay cả khi giáo sư Wenger còn tại vị, dưới sự thay đổi xu thế của bóng đá thế giới thì việc có những cầu thủ hậu vệ có khả năng chơi chân tốt để triển khai bóng ngay từ phần sân nhà đã là một điều bắt buộc phải có. Và đây chính là điểm mạnh đầu tiên của tân binh này, khi anh xuất thân từ vai trò tiền vệ, rất tự tin với việc dẫn bóng và phân phối bóng. Điều đó thể hiện một chút ở bảng so sánh này của mùa giải năm ngoái, khi Tomiyasu có tỷ lệ chuyền bóng thành công cao ngang ngửa với Ben White, cầu thủ được biết đến với năng lực tương tự. Trong đó các đường chuyền dài thì thậm chí lại có số lượng và tỷ lệ thành công còn cao vượt trội hơn, đặc biệt là khi Tommy còn xử lý tốt bằng cả hai chân. Đây chính là một trong các yếu tố khiến một cầu thủ châu Á như Tomiyasu lại nằm trong tầm ngắm của Arsenal. Còn nói về việc so với cả holding tại Arsenal hay những trung vệ hàng đầu như Diaz tại giải ngoại hạng hoặc Koulibaly tại Serie A, chỉ số chuyền bóng của Tommy lại kém hơn rất nhiều. Điều này cũng rất dễ để giải thích. Đơn giản, đó là vì tại Bologna họ không phải là một đội bóng giỏi với việc cầm bóng và thường phải thi đấu với tâm thế của một đội bóng cửa dưới. Các hậu vệ qua đó cũng không có được nhiều sự hỗ trợ và thời gian để có những đường chuyền tốt. Còn thì có một thực tế khác, đó là Tomiyasu cũng thường xuyên được thi đấu ở hai biên nên việc cầm và chuyền bóng cũng hạn chế hơn. Tiếp tục, khi nói về một hậu vệ thì hẳn chúng ta phải nhìn vào năng lực phòng ngự, cản phá hay cứu thua vân vân. Thì quả thật ở khâu này, một chữ tín là đủ để nói về Tomiyasu. Khi anh sở hữu nhãn quan chiến thuật tốt và một tâm lý vững vàng, thi đấu đầy tập trung, Tommy luôn có mặt đúng nơi, đúng lúc, đúng chiến thuật, có được những pha can thiệp kịp thời và độ chuẩn xác thì luôn ở mức cao. Trong khi với thể hình vạm vỡ, hậu vệ người Nhật cũng không ngán những pha tranh chấp đầy sức mạnh. Hãy nhìn lại một lần nữa bảng so sánh này, khi Tomiyasu đã phải đối mặt với nhiều pha bóng nhất ở giải vô địch quốc gia mùa rồi, tới 294 lần. Với các pha bóng dưới mặt đất thì anh cũng có tỷ lệ thành công cao nhất trong bảng so sánh, với số lượng pha cắt bóng và phá nguy thành công ngang ngửa 1-9-1-10 với Ben White và Rob Holding. Trong khi ở khâu bóng bổng thì với thể hình ấn tượng cho một cầu thủ châu Á là 1m88, Tomiyasu cũng cho thấy anh sẵn sàng với những thử thách ở giải ngoại hạng. Khi có số lượng và tỷ lệ những pha không chiến thành công nhiều nhất, nó hoàn toàn vượt trội so với những cái tên có trong bảng so sánh này. Chỉ có Ruben Dias thì nhỉnh hơn một chút về tỷ lệ mà thôi. Và để nói thì theo quan sát chung, Tomiyasu là một cầu thủ duy trì được phong độ khá ổn định từ câu lạc bộ cho tới tuyển quốc gia, và anh rất hiếm khi mắc lỗi cá nhân dẫn đến những tình huống nguy hiểm. Đây có lẽ là những điều mà người hâm mộ luôn trông đợi từ cầu thủ của mình, đặc biệt là tại Arsenal, nơi mà trước đây Mustafi hay David Luiz đã để lại quá nhiều ấn tượng. 6. Tới đây, hẳn các bạn cũng đã cảm nhận phần nào về chất lượng của Tomiyasu, một thương vụ tốt của Arsenal. Nhưng chưa hết đâu, tôi phải nhắc lại với các bạn rằng Tommy không chỉ là một trung vệ, mà điều đặc biệt nhất của hậu vệ người Nhật đó là khi anh thi đấu ở hành lang hai cánh. Vâng, hai cánh chứ không chỉ là cánh phải, bởi vì Tommy có thể xử lý tốt bằng cả hai chân. Và như đã nói, anh sở hữu tốc độ cao đến kinh ngạc cho một cầu thủ có thân hình đồ sộ, đi kèm kỹ năng dẫn bóng uyển chuyển. Để dễ hình dung thì nếu trước đây chúng ta từng trầm trồ với những pha bóng xuất sắc của Kolasinac ở phong độ cao thì mọi thứ sẽ còn có thể ấn tượng gấp đôi với Tommy. Khi không những có được những pha tạt bóng có độ chuẩn xác tốt thì
thì cầu thủ người Nhật Bản còn có thể tung ra được những cú dứt điểm nguy hiểm khi bất ngờ bỏ vào trong. Còn thì để nhắc đến, thể lực của Tomiyasu cũng giúp anh duy trì được tốt liên tục những pha lên công về thủ. Việc có một trận đấu di chuyển hơn 10-11 km là chuyện quá bình thường với hậu vệ người Nhật Bản, khi ngay từ khi ở quê nhà, thành tích của anh đã từng lên đến hơn 12,5 km vượt qua mức trung bình của giải Ngoại hạng Anh. Và vừa rồi, chính là những điểm khiến thương vụ mang về Tomiyasu được coi là sự lựa chọn hoàn hảo cho pháo thủ, tốt về chuyên môn lẫn tài chính. Hiện vẫn chưa rõ những tính toán mà Mikel Arteta dành cho Tomiyasu sẽ là ở vai trò nào, nhưng có lẽ với việc Bellerin ra đi, Arsenal đã có được một cái tên thay thế đủ xứng tầm, ngang ngửa ở mặt tấn công và an tâm hơn hẳn ở khâu phòng ngự. Không có cảm giác tù túng, lóng ngóng như Chambers và cũng không có vẻ yếu đuối khi nhỏ con như Suarez. Trong khi đó lại còn rất trẻ, chỉ mới 22 tuổi, với tiềm năng phát triển hoàn thiện còn cao hơn nữa. Còn ngay lúc này, để đưa ra một dự đoán thì tôi nghĩ rằng vị trí hậu vệ phải sẽ là nơi các winger thường xuyên được thấy Tomiyasu xuất hiện. Tới đây, sau những gì nhìn ngắm được về Tomiyasu, hẳn vẫn còn một chuyện phải bận tâm, đó là liệu cầu thủ này sẽ hòa nhập tốt và không thất bại như những người đàn anh đồng hương trước đây tại Arsenal. Tôi tin chắc chắn là như vậy, bởi vì không như Inamoto hay Miyagi, rồi cả Arsenal, những cầu thủ đến thẳng Arsenal từ Nhật Bản, thì Tommy, như chúng ta đã biết, anh đã có những bước phát triển bài bản. Từ Bỉ cho đến Ý, cầu thủ người Nhật đều đã cho thấy được sự hòa nhập nhanh. Do đó, với môi trường tiếng Anh tương đối quen thuộc hơn, có lẽ không có gì phải lo lắng cả. Còn lúc này, nói thêm về những gì mà Arsenal có thể có được sau sự xuất hiện của Tomiyasu. Theo tôi thì cũng không có gì quá nổi bật hay bùng nổ ngay lập tức được, nhất là khi với những khó khăn khách quan gặp phải thì phong độ chung của cả đội đang rất tệ giai đoạn đầu mùa. Nên Tomiyasu chắc chắn không phải là cầu thủ mang đến sự khác biệt nhiều khi anh chỉ là một hậu vệ. Thay vào đó, điều nên được kỳ vọng đó là chúng ta sẽ không phải cảm thấy khó chịu khi nhìn vào đội hình xuất phát của Arsenal nữa, khi mà vị trí hậu vệ phải đã trở nên an tâm hơn. Còn thì cả một mùa giải dài đang ở phía trước, tương lai của Mikel Arteta cũng chưa thật sự ổn, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và nếu như mọi chuyện trở nên tích cực hơn thì Tomiyasu cũng chắc chắn là một nhân tố góp phần mạnh mẽ cho một thành công nào đó. Tôi tin là như vậy và chúc cầu thủ người Nhật thành công ở sân Emirates. Còn các bạn thì sao? Nghĩ gì về Tomiyasu? Hãy để lại bình luận nhé, cũng như đừng quên subscribe đăng ký cho kênh. Nếu được thì hãy like và share nữa nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.